Lãnh đạo huyện Thới Lai vừa đến động viên và khen thưởng đột xuất cho 8 tập thể có thành tích trong công tác tuần tra, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 3 chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện. Tại các đơn vị công an huyện và 3 chốt kiểm soát y tế xã Trường Xuân, Trường Xuân A và Đông Bình, lãnh đạo huyện Thới Lai thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ và sức khỏe của toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tập thể cá nhân trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, để kịp thời động viên khen thưởng lực lượng trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn. Đến nay, huyện Thới Lai đã khen thưởng nóng đột xuất cho 10 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho 66 sinh viên tình nguyện hỗ trợ huyện Thới Lai lấy mẫu xét nghiệm nhanh tầm soát F0 trong cộng đồng.